em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Em chào cả nhà mình đang xem video của Nhân Vlog 1989 nha. Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2024, thứ hai đầu tuần rồi. Em xin kính chúc cho mọi người luôn thật là nhiều sức khỏe nha. Bước sang ngày mới, tuần mới, mình làm việc cho nó có hiệu quả cao. Chia sẻ với lại mọi người là cách đây một tuần á, em có nhận được tin nhắn của một anh trai. Ảnh nói chung là kinh doanh bên cái mảng về cá coi này của mình nè, cá rồi thực phẩm, vi sinh vân vân khá là nhiều. Thì ảnh cũng có xem được một vài cái video của em á. Thì trong cái video đó em có chia sẻ cái nội dung là hướng dẫn tư vấn mọi người làm lọc chế nè, xử lý nước, điều trị bệnh cho cá coi hoàn toàn miễn phí. Nói chung thì ảnh cũng làm bên mảng cá coi mà, thì ảnh cũng nói chung là giao tiếp khá là nhiều rồi. Thì ảnh cũng nghi ngờ là mình làm cái video đó để mình chia sẻ giống như là mình câu like câu view thôi. Thì ảnh có nhắn cho mình, thì anh em trao đổi với nhau. Ban đầu thì mình cũng không có biết là ảnh kinh doanh về bên cái mảng cá coi đâu. Ảnh hỏi mình về cái hồ á, rồi mình tư vấn giùm cho ảnh. Thì cuối cùng ảnh mới chia sẻ ra là ảnh kinh doanh bên mảng cá coi. Và sau khi anh em trao đổi với nhau thì ảnh chia sẻ với lại mình á, từ lúc mà ảnh nhắn tin cho mình đến lúc mà kết thúc cái cuộc trò chuyện của hai anh em á, thì thấy mình tư vấn khá là nhiệt tình mà hoàn toàn miễn phí nữa. Ảnh rất là mến mình và ảnh đã ủng hộ sản phẩm thức ăn cũng như là vi sinh bên mình, mặc dù là ảnh kinh doanh bên cái bản đó, ủng hộ về mặt tinh thần thôi. Thì qua cái video này thì một lần nữa Nhân xin khẳng định với lại tất cả mọi người nha, những cái mà mình chia sẻ ở đây đến tất cả anh chị em cô chú mình đam mê chơi cá coi nói riêng và cá cảnh nói chung, nếu mà mọi người cần một cái người hỗ trợ tư vấn thì cứ mạnh dạn liên hệ với lại Nhân nha, mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho cả nhà hoàn toàn miễn phí 100%. Trong video ngày hôm nay thì mình mời mọi người cùng với lại mình sẽ về tỉnh Vĩnh Phúc nha. Mình ghé nhà của em An để mình tham quan cái mô hình hồ bằng chậu kiển tầm cỡ khoảng 400 lít nha. Cách đây 3 tháng thì mình có chia sẻ hồ của An lên kênh, thì thời điểm đó là hồ của An vừa mới đi vào hoạt động thôi, gặp cái tình trạng là cá của mình ít bơi. Sau khi mà anh em trao đổi với nhau mình cũng có gợi ý cho An một vài cái chi tiết. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ sau khi mình khắc phục nước trong hồ cực kỳ trong và cá của mình nó bơi rất là khỏe mạnh luôn. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ hồ của An lên, thứ nhất là giao lưu với lại mọi người, thứ hai là giới thiệu hệ thống lọc hồ của An, và cái thứ ba đó là mọi người cần chú ý ngay chỗ cái phần luồng nha. Cá coi này của mình cái phần luồng cực kỳ quan trọng. Thì bây giờ nó quan trọng như thế nào, mời anh chị em cô chú cùng như là mình xem hết video nhé. Mình giới thiệu với lại mọi người, đây là không gian hồ của An nè cả nhà. Nếu mà ở nhà anh chị em cô chú nào mình đang dự định làm những cái mẫu tầm cỡ khoảng 300 hoặc là 400 giống như của An á, mọi người mua ở ngoài tiệm á, mình nhờ người ta khoan ống giùm luôn. Có nghĩa là mình sẽ nối cái đường ống từ ngay chỗ hồ chánh ra bên ngoài. Mấy bữa nay mình hỗ trợ cho nhiều anh em lắm, giống như gần Tết nè, mọi người muốn làm để mà nuôi cá coi ba đuôi với lại ranh chu á. Do ngày trước là mình trồng mai, sau này là mọi người không có chơi cây kiển nữa, mình muốn tận dụng để mình làm hồ mình nuôi cá cảnh á. Nhưng mà do ngày trước là cái đường ống mình không có làm, nên là bây giờ khoan ra có nhiều anh em là khoan không có tay nghề á, với lại không có thiết bị, nó bị cái tình trạng là vỡ. Còn nếu mà mọi người xác định mình nuôi cá trong cái chậu như vậy nè, mình nhờ ở ngoài chỗ người ta bán á, người ta có cái máy khoan á, với lại cái thiết bị tay nghề người ta có, khoan nhanh lắm, tầm cỡ khoảng 5-10 phút là xong mà. Mình kêu người ta làm ít nhất là đường ống 49 nha, theo mình là làm để mà nó chuẩn luôn là đường ống 60. Mình sẽ nối từ ngay chỗ hồ chánh ra bên ngoài hệ thống lọc của mình. Thì ngay chỗ cái phần lọc của An á, một tí mình sẽ nhờ An quay chậm chậm để cho mọi người xem coi là cái cách mà An làm lọc như thế nào nha. Quay trở lại vấn đề chánh ngày hôm nay, để hồ của mình đi vào hoạt động ổn định, nước trong cá khỏe dạng người ăn trên tay giống như của An, thì thời điểm cách đây hơn 3 tháng hồ của An gặp vấn đề gì? Đây là hồ của An cách đây 3 tháng nè mọi người. Anh chị em cô chú thấy hầu như là cá không bơi nha. Cái nguyên nhân nó nằm ở ngay chỗ không phải là nước nha, nước rất là trong, oxy thì cũng đủ luôn, nhưng mà do hồ của mình thiếu luồng. Mọi người biết rồi, cá coi này của mình á, đòi hỏi phải có luồng nha. Thứ nhất á, là luồng này của mình sẽ tạo dòng chảy để cho cá bơi. Và cái thứ hai trọng yếu của nó là sẽ gom phân lại ngay chỗ vị trí của hút đáy. Nhưng mà do hồ này thì An không có làm cái thổi luồng của mọi người, nên là sau khi anh em trao đổi với nhau, mình có góp ý cho An, thôi bây giờ là em thêm cái máy thổi luồng đi, để nó tạo cái dòng chảy cá mình mới bơi được. Chứ còn nếu mà không có thổi luồng để gì là cá nó ăn xong nó cứ nằm thôi. Thì đây là kết quả sau khi An tăng thêm cái máy thổi luồng nè mọi người. Anh chị em cô chú là thấy khi mà có thổi luồng á, cá của mình nó khỏe hơn, nó sung hơn đó. Nên là ở nhà nếu mà anh chị nào hồ xây hồ lớn cũng vậy, hoặc là hồ nhỏ mini bằng chậu kiển giống như của An cũng vậy, không ít thì nhiều cũng phải có luồng nha. Ví dụ như mình xả bơm lớn á, thì nước từ ngay chỗ cái phần sạch đó trả về hồ mình có thể là chia ra, vừa làm luồng vừa tạo oxy. Còn nếu mà máy bơm của mình nhỏ thì mình có thể là sử dụng thêm một cái máy thổi luồng, nó kết hợp để tạo dòng chảy. Như vậy là hồ của mình nó đáp ứng, thứ nhất là lọc của mình tốt, thứ hai là oxy đầy đủ, và cái thứ ba là nó có luồng.
Như vậy là cá của mình nó sẽ nhanh chóng dạng người và cái chất lượng nước trong hồ của mình sẽ đẹp hơn nha. Tại vì mấy bữa nay thì hỗ trợ thật sự là cũng có rất là nhiều anh chị em gặp cái tình trạng giống như cách đây 3 tháng trong hồ của em An nha. Bây giờ ngay chỗ phần lọc á, thôi bây giờ mình sẽ nhờ An ha, sẽ chia sẻ cũng ngắn gọn thôi để cho mọi người xem coi là đối với lại những cái mẫu hồ mini á, tầm cỡ khoảng 300 hoặc là 400 thì cái cách mình làm lọc có đơn giản hay không nha. Hệ thống lọc của em nó vẫn như trước. Đây, bình chứa đây, máy bơm em để đây, lọc thô em để tất ở dưới. Lọc kỳ, anh bảo em chế thêm cái luồng và cho cái tháp nó mạnh thêm thì đây em cho thêm cái máy thổi luồng ở đây. Khi có máy thổi luồng này với cả cái tháp này cho nó chảy căng lên thì là cá nó lại rất là nên và nó nhanh thuần. Khi biết kiểu thì cá nó rất là nuôi rất là nhanh thuần. Đấy, chế thêm cái thổi luồng ở đây nữa, coi như là em lắp thêm cái thổi luồng ở đây. Bởi cái đặt tay cái là đến. Vừa rồi thì An đã chia sẻ với là mọi người cái cách mà An làm lọc anh em nhé. Nói chung là lọc của An ở đây cũng khá là đơn giản. Từ ngay chỗ hồ chánh thì mình sẽ làm hút đáy với là hút mặt nè, nối ra bên ngoài một cái ống lắng. Ống lắng thì mọi người có thể là xài ống 160 hoặc là nếu mà để mà nó hiệu quả luôn á thì xài ống 200 nha. Cái phần cách đáy thì mình cho tầm cỡ khoảng 20cm hoặc là 30cm. Sau đó ở trên mình có thể là để lưới lan nè hoặc là Z-mat giống như của An á, mình giữ phần lại. Trên cùng thì mình sẽ để bơm nha. Bơm mình sẽ bơm lên ngay chỗ dàn ba ki. Trong dàn ba ki thì anh em có thể là để Z-mat nè, gòn đen hoặc là sứ lọc, đá lọc, nham thạch gì đó, anh em sắp cho nó dày vào để nó tạo một cái dàn mưa, nó vừa lọc nước và nó vừa thải độc tố. Sau đó từ ngay chỗ dàn ba ki này nước sẽ tạo thác để cung cấp hàm lượng oxy chánh cho hồ của mình luôn. Nhưng mà cái quan trọng trong video ngày hôm nay mình với lại An muốn chia sẻ đến tất cả mọi người đó là cái luồng cực kỳ quan trọng nha. Anh em thấy là hồ của An giống như là trước khi mình có luồng cá hầu như là không bơi nằm đáy, nhưng mà từ khi mình bổ sung thêm luồng là cá lập tức nó bơi liền. Thì con cá koi này cái tập tính của nó như vậy đó, nó phải có luồng, nó có tạo dòng chảy thì con cá của mình mới bơi sung được. Còn nếu mà anh chị em để theo cái kiểu mà phương pháp tự nhiên bán tự nhiên á thì rất là khó thuần cho những cái hồ mini tầm cỡ khoảng 400 hoặc là 500 giống như của An nha. Thì cái mấu chốt ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đó là hồ mini từ một khối đổ lại không ít thì nhiều phải có luồng để tạo dòng chảy giúp cho cá của mình bơi nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với là An đã giới thiệu với là mọi người một cái mẫu hồ bằng chậu kiển tầm cỡ khoảng gần 400 lít, rất là dễ thương, hệ thống lọc đơn giản, nước trong cá khỏe dạng người. Và cái vấn đề chánh đó là tạo luồng để giúp cho cá của mình bơi dạng người hơn. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình có hồ rồi, một cái thời gian dài mà cá nó nhát người, mình kiểm tra xem luồng có hay chưa để mình bổ sung nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó An, anh cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là chi tiết hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì anh chúc cho em cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Anh chúc cho công việc của em làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nhé. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là An chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt đăng ký kênh, ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé. You told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows